Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Thì hôm nay sau khi mà mình gọi là bí ý tưởng quá, mình không biết mình sẽ làm cái gì, quay cái gì tiếp cho anh em xem đây. Thì vô tình mình đã nảy ra được một ý tưởng, đó chính là mình sẽ tạo ra một cuộc thi chơi game mini world. Và chỉ có hai người chơi thôi, chính là mình và Sammy sẽ thi đấu với nhau. Và sau đó người nào mà thua cuộc á sẽ phải chịu một cái hình phạt cực kỳ gọi là kinh dị đó, hiểu không? Đó, thì nói chung là tập 1 này mình sẽ tự nghĩ ra hình phạt, còn những tập sau mấy bạn muốn hình phạt là gì thì các bạn có thể bình luận để mình biết nha. Các bạn comment ở bên dưới thì mình sẽ xem coi cái hình phạt nào mà hay á thì mình sẽ làm theo nha. Ok. Còn người thắng sẽ là người được quyền gọi là thực hiện hình phạt đó lên trên cái người bị thua, hiểu không? Đó, và hình phạt của tập 1 này là gì nào? Ta-da, xin giới thiệu mọi người, bánh kem siêu to khổng lồ đó. Đây nè anh em coi nè, đây đây đây. Đó. Thì hình phạt của tập 1 này rất là đơn giản thôi anh em ơi, nhưng mà cũng không kém phần gọi là kinh dị, đó chính là người thua sẽ bị úp bánh kem vào mặt. Búp 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 búp. Ghê không? Ghê quá rồi. Đó, người thua sẽ bị úp bánh kem vào mặt anh em ơi, còn người chiến thắng sẽ là người úp bánh kem vào mặt người thua. À, ok, bây giờ mình cùng với lại Sammy sẽ cùng nhau vào trong game mini world và thi đấu với nhau nha anh em. Let's go. Ok các bạn ơi, thì mình đã mời Sammy vào trong gọi là game mini world với mình rồi đây. Và bây giờ mình cùng với lại Sammy sẽ cùng nhau thi đấu để xem coi ai sẽ là người thua cuộc để bị cái hình phạt gọi là úp bánh kem vô mặt nha anh em. Ok, let's go. Chờ thế nào. Sammy, tôi thấy bà kìa. Ê, bố chết không? Ê, trời bà. À, chạy đâu, mà còn có miếng máu rồi đúng không? Lấy súng cua rồi bắn. À, nấp gì vậy Sam? Khó chịu nhờ. Ok. Hồi sinh đâu rồi, bà hồi sinh đâu rồi? Để nạp đạn súng nè, súng đại bác nè. Hả? Bà đâu? Tôi nghe tiếng bước chân. Ui, bà núp trên nóc nhà hả? Sam. Ok. hai không rồi nha. Hai không rồi nha. Sammy. Ba không. Sợ luôn á. Bà bắn dở quá chứ chán gì. Trời, ba không rồi nha. Đó. Ây da. Ghê, được, ghê. À, núp hả? Núp nè, một viên vào đầu. 4-1. Núp nè. Ây da. Ok rồi. 4-2. Được. Ghê đấy. Bấm cuôn. Bum. Tôi đất chơi rồi, chết đi. Ây da. Ôi đất chơi rồi. Bắn nhiều vậy mà không chết kìa. Ghê vậy. Ok, còn 2 phút lận. Ra đây đi, tôi sẽ bắn mà chết. Sammy hả? Tôi bắn liên tục nè. Tôi sắp chết rồi, đến tôi chịu có thể chết thôi. Ok, rồi, lấy đại liên ra. Lấy đại bác ra mới đúng. Cây này là cây đại bác mấy bạn ơi. Bình tĩnh sẽ đem lại sự chiến thắng phải không? Sammy. Sao Sam, ăn đại bác thấy ngon miệng không? Ôi giời ạ. Trời ơi, từ từ đi, tôi thế nào tôi cũng thắng không? Ok, để mình nhảy qua đây các bạn ơi. À, ôi, rồi sao, nhảy thì sao mà té rồi, vãi nồi thật. Oh my god, ôi rồi sao không chết đi. Ok, chết rồi nè. Vãi nồi, thanh niên chơi bắt cua, nhảy qua bên kia sao mà nhảy té chết luôn. Mình sẽ lấy cây súng màu xanh này nhìn khá là hợp với màu của mình nè. Sammy nè. Trời ơi, này đi. Này ơi. Rồi xong. Bình tĩnh Sam ơi. Còn 27 giây sao bình tĩnh. Bình tĩnh. Trời ơi, ăn một viên đạn vào đầu liền. Trời ơi, để nó thôi, tôi thua rồi. 20 giây 18 mà. Bà đâu rồi? À. Bà. Sao tôi một chết? Ok, wow. Trời ơi, vậy là trận này là tôi thắng nữa rồi. Ừ. Ui, tôi còn có miếng máu, tôi phải nhảy lên đây mới được. Win! Quá hợp lý anh em ơi. Rồi ok, bây giờ trận này là trận quyết định nè. Đó, coi là ai thắng ai thua nè. Trận này nếu như tôi thắng này là coi như là tôi thắng luôn.
Còn nếu bà thua thì bà sẽ thua luôn, hay không? Tôi đang nghi ngờ là tôi sẽ thắng. Tại vì cái sự gọi là sự mất bảo trong tâm trí tôi đang khơi dậy, không? Có nghĩa là ông sẽ thua. Qua đây! Nghĩ sao mà tôi thua được? Này, Sammy. Ôi da, trời, từ từ, Sam ơi, từ từ, bình tĩnh Sam, để tôi nạp đạn đã. Bình tĩnh Sam ơi, ăn đại liên của tôi đi, chơi chơi núp hả, 1-0, rồi, lấy súng cool ra bắn, súng này bắn mạnh nè, rồi, ôi, ở đâu vậy, chơi bắn lén ba. Trời ơi, bắn lén trời. Ông okay. Hiền ơi, trước mặt tôi bắn thôi chứ tôi làm gì đâu. Ôm đâu vậy? Tôi bên đây này chứ đâu. Chết rồi, sắp chết rồi. Ba hai. Tôi ở đây này chứ đâu. À, trận này là coi như là chắc là tôi nghĩ tôi thắng rồi Sam ơi. Bà không thắng tôi được đâu. Ờ, chắc vậy. Ê! Sam nè. Ok, tôi xem chơi trò này nữa, tôi sẽ chơi trò. Bà đâu rồi, ra đây. Ra đây. Ây da. Ôi. Tức quá à. Bộ phiên. Hãy xem hai tay hai súng bắn nè. Từ từ nè, lắc nè, này thì lắc nè. Này là chơi là giết người, không có chuyện mà bị lắc hay không, phải không? Sam nè. Ê, sao bà nấp đâu vậy? Bắn gì kiểu gì dở vậy Sam? Hả Sam? Bắn gì bắn dở vậy Sam? Tôi đang tập trung bớt cà kia đi. Sam nè, ôi. Sao tôi chết rồi vậy? Tại vì ông yếu thôi. À, tôi thấy bài rồi, thấy bà. Ăn đại liên. What? Đi. Ăn đại liên đi. Chết chưa? Ôi. Ăn đại liên đi. Ủa sao cái lúc nó tính điểm lúc nó không ta? Lỗi à. Ui. Ây da. Ôi, ghê đấy. 5-3. Hãy đỡ súng cool siêu liên hoàn của ta đây. Ăn đạn nè, 6-3. Khó thật sự, từ để... À đây. Sammy nè, Sammy. Ây da. Ôi, đại liên bắn nhưng mà cũng không chết được bà ta, chén ta. Bây giờ chưa phải có chiến thuật hết. Giờ tôi lấy cái này là tôi ngắm. Đâu rồi. Bắn hai con chết rồi. 7-4. Ok, 7-4. Tôi ngắm chuẩn mà, bà sao ngắm chuẩn bằng tôi, bà đâu rồi? Ây da. Tôi cũng bắn chết bà nha. Rồi. Điều. Giờ cái súng đó là súng gì đây? Súng này là súng ngắm luôn hả? Không phải, súng này nó có ống ngắm, nhưng mà nó không ngắm được. Sao mà sắp chết hết rồi vậy? Ra đây Sam ơi. Không. Còn có 5 mấy giây kìa. Tôi còn 3 màu ra ngoài, ông cận cây cho chết à. Nấp đâu. Ây da. Ồ, ghê. Được. Ôi. Sam hả? Ây da. Ôi. Trời ơi. Trận này mà mình là đều là chắc mình chết luôn quá. Sam rồi. Nếu mà đều tôi thắng không? Đều thì tôi cho bà thắng luôn. Còn lâu mới đều được. Ây da. 8-8 thôi. Chết rồi. Mình phải ăn một bàn lên. Ăn một bàn lại. Nạp đạn súng ngắm chưa? Chết đi. Bà ngắm xuống đất không vậy? Ây da. Ta ơi. Xong phim rồi.
Ok các bạn ơi, thì nói chung là mình là người thua cuộc rồi. Trời ơi là trời, thiệt luôn á. Chơi game mà không hiểu lý do vì sao con trai lại chơi game thua con gái luôn các bạn ơi. Lần này thôi coi như là mình chịu thua đi, nhưng mà lần sau mình sẽ cố gắng phục thù. Lần này coi như thua là chịu thôi. Ok, hình phạt úp bánh kem vào mặt và mình sẽ là người thua. Mình sẽ là người bị úp bánh kem vào mặt. Cây vậy nồi thôi. Rồi nào lấy bánh kem ra đi. Ok. Ôi ôi ôi. Quẹt quẹt trúng bánh kem rồi. Ngon quá. Không sao, một tí nữa một mình ăn miếng bánh kem vô mặt luôn. Ủa, nè. Em bây giờ ăn được không? Đập hơi tiếc quá à. Hơi tiếc nhưng mà nói chung các bạn nhìn nè. Đây các bạn nhìn nè, thấy không? Bánh kem siêu đẹp luôn. Nhưng mà bây giờ bánh kem này không phải dùng để ăn mà là dùng để đập vô mặt người thua. Thôi xong tôi rồi. Nói chung là thua rồi phải chịu thôi anh em ơi. Không có còn cách nào để cứu chữa, cứu giãn tình hình được rồi. Ê, từ từ, bình tĩnh. Từ từ. Ok. Con trai nói một là một, thua thì chịu thôi đúng không? Ok, rồi, để mình cởi kính ra đã. Úp cho nó đỡ bị dính vào kính. Gì? Đeo kính vào này coi đựng vào mắt đâu. Không, tôi nhắm mắt lại. Hiểu không? Dạ. Ok ok. Rồi, chuẩn bị chưa anh em? Thời luôn á, chơi game thua giờ bị úp bánh kem vào mặt. Tí nó phải đi tắm lại nữa nè. Ok. Cái này lấy ra được không? Tại vì đập mặt đau lắm, cái này là... Không sao, cái này là kem thôi à. Không sao, sao, sao. Ok. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện hình phạt thôi các bạn ơi. Xong rồi, toan rồi. Ok rồi, chuẩn bị chưa? Đếm 1, 2, 3, úp nha. Chưa. Gì vậy? Tôi vẽ chứ. Không, vẽ gì, úp chứ đi, vẽ gì. Ok. Rồi, nhưng tôi để... Bà đếm đi, bà đếm đi. Lẽ này luôn đi, nhìn tóc khó chịu lắm. Rồi, bà đếm đi. Rồi, rồi, đếm đi. Đếm 1, 2, 3 nha. Ừ. 1 bánh kem bị mất phong này mọi người này. Ghê không? Sợ luôn á. Ôi, tôi có bánh kem hết rồi. Hey, bây giờ nhìn tôi có khác gì là con hổ không mấy ông? Ôi, hai con mắt này, hai con mắt lủ cái miệng. Đây, 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 mọi người thấy không? Đó, hai con mắt thì mỗi cái miệng như thế này. Vãi nồi thiệt. 1, 3 úp phát mồm vô hết mặt mình luôn, nhưng mà cũng dính ít kem mà may quá ăn được. Ê, đừng dưng cái này xó sụng lắm Phong ơi. Và trong những tập sau mấy bạn muốn hình phạt là gì đừng quên bình luận lại cho mình biết nha. Còn tập này hình phạt là bị úp bánh kem vô mặt rồi nè. Tôi ghét hình phạt này lắm luôn, giờ ngứa muốn chết luôn. Ngứa rồi đó, thấy ngứa giờ phải đi tắm nè. Ok. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy Đào và các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero nữa nha. Ok, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ phải gọi là đi tắm đây, ngứa quá. Các bạn muốn hình phạt tập sau là gì nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Rồi, bye bye.